Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Giang. Alo, thính giả của điện từ Bắc Giang phải không ạ? Dạ vâng, alo ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ em có hỏi là em với lại chồng em mà lấy nhau được hơn năm rồi mà quan hệ không có một cảm giác gì là sao ạ chị? À, xin lỗi, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 36 tuổi ạ. 36 tuổi mới lập gia đình được 1 năm. Dạ và vâng, trong quan hệ em nói với chị là em uống thuốc an thần bệnh thần kinh ạ. Vâng. Nữa vâng. Tức là mình cũng có vấn đề về thần kinh hả? Và Vâng cũng vâng. đi khám bác sĩ cho thuốc uống Là tâm thần ạ. hàng ngày. Vâng. Vâng, và bây giờ thì trong mối quan hệ vợ chồng thì cũng không được như ý muốn đúng không? Vâng vâng. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé, xem bác sĩ sẽ chia sẻ với mình có cái cách nào hay không. Vâng. Ơi chị chào em. Em chào chị ạ. Vâng. Ừ, mình đi khám tâm thần là cụ thể nó là bệnh gì? Là tâm thần phân liệt từ chục năm nay, em uống thuốc chục năm nay vẫn ổn định ở nhà rồi. Ừ. Thì trước em không quyết định lấy chồng, em giờ em quyết định lấy chồng nhưng mà không có một cảm giác gì, em rất là chán. Bác sĩ cho em lời khuyên có phải vì em uống thuốc đấy nó ảnh hưởng hay là sao? Không có cảm giác, tức là khi mình quan hệ với chồng chẳng hạn thì mình không thấy có cái hưng phấn hay cái gì cả ấy hả? Không có hưng phấn, không có hưng phấn gì ạ. Đấy là không có hưng phấn, nhưng ngược lại là có thấy đau đớn hay thế nào đấy không? Không đau đâu ạ. À, thế còn chồng thì thế nào? Chồng thì vẫn có cảm giác là lên đỉnh. Thực ra là mình bị bệnh và mình cũng mong muốn là mình có được những cái khoái cảm khi mà vâng. gần gũi chồng, đúng không? Nhưng vâng, mình vâng. không tìm được cái cảm giác đấy, và mình điều trị hơn chục năm rồi là vâng. điều trị tâm thần phân liệt. Nhỉ? Vâng. Ơ, thế mình có con chưa? Dạ, em vừa mới sinh con được 3 tháng này ạ. À, thế và cái không thấy cái cảm giác gì là từ bao lâu em? Từ lúc lấy chồng đến giờ sinh con em cũng một lần hai lần nhưng mà không có một cảm giác gì ấy. Cũng có thể là do mình dùng thuốc ấy, nó lâu dài quá và nó là ảnh hưởng của bệnh, đúng không? Thế thì cũng rất là vui như thế này, khi mà bạn bị tâm thần phân liệt và bạn điều trị lâu dài như thế. Và hôm nay bạn nói chuyện thì thấy rằng là cái tinh thần ấy nó rất là khỏe mạnh. Như dạ là vâng, không em có... rất là khỏe mạnh ạ. Như là không có bệnh gì dạ về vâng. tâm thần ấy. Cái thứ dạ. hai nữa là vẫn cứ sinh con đẻ cái này. Dạ chỉ vâng. có cái là gọi là cái chất lượng sống hay là cái đời sống tình dục của mình, đúng không ạ? Nó vâng. nó không được mong muốn, mà cái phần thiệt vâng. thòi nó vâng. cứ dồn về mình nhỉ. Vâng. Thế và vâng. nhất là bây giờ sau đẻ 3 tháng rồi thì có vâng. gần chồng không? Dạ vẫn gần chồng ạ, quan hệ một hai lần thôi, ông cũng không có cảm giác gì ạ. Thế à, thế sao lâu có con thế? Dạ thì năm ngoái em mới cưới thì lấy chồng thì lấy à. Có bầu luôn, đẻ vừa tháng, à. Được 3 tháng nay thôi. Anh có biết em là bị tâm thần phân liệt không? Dạ biết ạ. Anh có yêu chiều em không? Có. Đấy, những cái đấy là những cái tuyệt vời mà em đang có ấy. Vâng. Đúng không? Cái tuyệt vâng. vời em đang có, tức là tâm thần phân liệt của em chắc là nó cũng không phải là nặng nhờ, và điều trị lại được ổn định, lại tìm được một cái người chồng rất là thương yêu mình ấy đó, và cuối cùng cuộc sống cũng như bao nhiêu người khác ấy. Tuy nhiên chỉ có một cái điều rằng là mình muốn rằng là trong cái đời sống tình dục thì mình cũng được lên đỉnh như chồng mình, đúng không? Thì nó hơi thiệt thòi một chút. Và một lần nào đấy em đi khám ấy, bác sĩ ấy, thì em nói chuyện với bác sĩ xem rằng là các cái thuốc mà bác sĩ kê cho ấy, nó có ảnh hưởng gì đến cái đời sống tình dục không? Và nếu có thì có thay đổi được không? Có thay đổi thuốc ấy được không? Nhá, bởi vì bệnh của mình coi như là cũng rất là tốt rồi ấy. Thế thì có thể thay đổi thuốc được không? Nếu trong trường hợp không thể thì chị nghĩ là mình cũng vui mà. Chị nghe em kể về bệnh tật của em rồi là lấy được ông chồng rất là tốt này, có con này, vân vân, và nói chuyện với em thì thấy nó cũng rất là khỏe mạnh bình thường như những người gặp khác em thì mà được, ai mà gặp em mà không biết em có bệnh đâu, chỉ trong tâm em là đúng rồi, có được chứ còn không ai mà biết em rồi, có bệnh hết. Em bởi vẫn vì, vẫn lao động có đôi khi em được làm được công ty không biết thì đấy là những cái tuyệt vời mà em đang có, đúng không ạ? Một chút chút gì đấy mình vẫn còn bị thiếu hụt, nhưng mà nếu mình chấp nhận một cái là mình
chả có ai là người mà được tất tật tật mọi thứ ở trên đời cả. Em nâng niu với những cái em đang có đi, thì cái mà trăn trở của em ấy, không hài lòng của em với đời sống tình dục ấy, thì nó sẽ giảm đi một chút. Để mà làm gì? Để mà mình vẫn còn cái nhiệt huyết, vẫn còn cái năng lượng để sống, để yêu thương chồng, để đáp lại chồng. Tức là để xây dựng, duy trì cái tình cảm ấy, đó, quan hệ với chồng và để giữ hạnh phúc của mình tuyệt vời mà. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống bạn nhé. Alo, thính giả gọi điện từ Thái Bình phải không ạ? Đúng ạ. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Câu hỏi của tôi là tôi quan hệ, tôi hãm, tôi không cho ra có hại gì đến sức khỏe không ạ? Vâng, xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi và chắc cũng lập gia đình rồi chứ ạ? 48 tuổi. Vâng. Lập gia đình rồi. Vâng. Câu hỏi của anh thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé. Xin mời bác sĩ Phượng. Vâng, cảm ơn. Chào chị. Vâng, xin chào anh. Anh 48 vâng, tuổi và chắc con cái thì đề huề hết rồi ạ? Dạ vâng. Anh nói rằng là khi mà anh quan hệ, anh hãm, anh không cho xuất tinh ra ngoài á? Đúng rồi. Thế à, bằng cách nào nhỉ mà hãm được nhỉ? Tự hãm thôi, có thể quan hệ cả tuần hãm không cho ra cũng được. Vâng, đấy, tôi cũng đang muốn biết là bằng cách nào. Ví dụ như là cái cách mà rất nhiều thanh niên muốn hãm để mà không làm cho người yêu mình bị mang thai ngoài ý muốn ấy. Nhưng mà cái việc mà hãm xuất tinh ấy, không cho nó xuất ra ấy, thì nó cũng khó thực hiện ấy. Thế đang tò mò ở cái chỗ là anh làm cái kỹ thuật gì để hãm cho nó không ra nè. Tức là cứ dần dần vậy thôi. Có thể hôm nay chơi khoảng 30 phút nhưng mà không cho ra vẫn được. Nhưng mà để dành lại, ngày mai lại chơi tiếp chẳng hạn vậy, thí dụ vậy. Không, cái đấy thì anh chả cần để dành, mai nó vẫn chơi tiếp được cơ mà. Thế nhưng mà vấn đề là khi mà hãm vậy nó có hại sức khỏe không ấy chứ? À, theo cái sinh lý về tình dục nó có những cái giai đoạn của nó nhá. Nó qua năm giai đoạn và khi mà cái khẩu súng của mình ấy nó gọi là nó lên nòng rồi và vâng, lúc đấy theo sinh lý thông thường là phải xuất tinh. Vâng. Thế thì đây thì đến cái lúc mà gọi là áp má tì vai, đáng nhẽ là phải bóp cò thì anh không bóp cò, anh đúng rồi, anh làm thế nào để nó không ra? Và anh đi ngược lại với sinh lý thì về lâu dài là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Dạ ít vâng, nhất là tinh thần mình cứ phải hãm nó lại, hãm nó lại. Ô thế tại sao lúc xuống lại cứ phải hãm lại nhỉ? Đấy, đúng không? À, vâng. Thế đấy là về khía cạnh tinh thần. Còn về cái khía cạnh mà sinh lý cơ thể ấy, thì nó cũng trái mà. Đáng nhẽ là qua cái giai đoạn hưng phấn này xong là nó lên cao độ. Và lúc lên cao độ thì rất cần một cái cực khoái, tức là phải xuất tinh. Đúng không ạ? Thì anh lại hãm nó lại để mình không đạt được cái điều đấy nữa. Bình thường ra cứ xuất được tinh xong ấy thì nam giới sẽ đi vào một giấc ngủ rất là ngon. Đấy. Đấy, ngủ ngon, vẫn ăn ngủ ngon. Thế ạ? À? Vợ thì không kế hoạch cái gì hết. Nếu mà không hãm thì chỉ rút ra ngoài xuất tinh. Mà hàng bao nhiêu năm nay, hàng chục năm nay là vậy. Quan hệ 4-5 lần với xuất một lần chẳng hạn. Vâng, 4-5 lần nhá. 4-5 lần cũng đều, súng không cũng đều ra, dương nòng hết. Vẫn đẹp, vợ vẫn hài lòng, vẫn sung sướng. À, thế thì thay vì mang bao cao su có hay hơn không nhỉ? Thì về phía anh không cần phải nghĩ là hãm lại. Bởi vì cái việc hãm lại để mà không có con ấy, để mà kế hoạch ấy, nó cũng không phải hiệu quả cao đâu. Bởi vì chỉ những cái giai đoạn ban đầu thôi, nó còn mơn trớn ở ngoài. Hoặc là khi mà đưa vào thì rồi anh biết rằng anh sắp xuất, cho nên là anh hãm lại để anh cho ra ngoài. Nhưng mà nó cũng đã có thể có một vài cái giọt tinh dịch ấy, nó vào rồi là người phụ nữ vẫn có thể có thai. Cho nên bằng cái cách mà gọi là kế hoạch hóa gia đình, tức là để mà không có thai, mà bằng cách hoãn lại như thế thì nó cũng không phải là cách hay. Vâng. Vậy mới gọi điện hỏi bác sĩ. Vâng ạ. Vâng. Thế thì phải sướng, đã chơi hết mình. Đúng không? Việc gì mà cứ phải đến giờ chừng rồi dừng lại. Đúng không? Còn kế hoạch thì mang bao cao su đi. Ok, vẫn thoải mái. Vâng, nếu thoải mái rồi thì không vấn đề gì. Mà anh lại có trải nghiệm rồi. Quan trọng nhất là có hại sức khỏe thôi. Nó trái với sinh lý bình thường. Vẫn thoải mái mà mình vẫn thoải mái. Vâng. Tức là chơi tới bến luôn, muốn cứ chơi thế nào chứ. Cho nhu cầu của bạn. Vâng, thế thì anh có cái cách riêng của anh mà nó an toàn và cả hai vợ chồng vẫn thấy thoải mái, vẫn...
rất hòa hợp chị. Vâng ạ. Vâng. Thế thì mình cứ duy trì thôi. Dạ vâng, vâng. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Vâng. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em năm nay 52 tuổi mà em lo âu, làm không muốn làm, ăn không muốn ăn ạ. Vâng, cái chuyện đấy thì nó xuất hiện lâu chưa hay mới đây như thế ạ? Mới đây ạ, mới được tháng 2 tháng ạ. Làm không muốn làm mà ăn cũng không muốn ăn ạ. Vâng, cũng không biết là mình bị bệnh gì đúng không? Mình cũng chưa đi khám ở đâu. Cũng đi khám ở Hà Nội rồi ạ. Người ta nói là em bị trầm cảm ạ. Vâng, tức là bác sĩ đã kết luận là chị bị trầm cảm. Và bây giờ rối loạn lo âu trầm cảm. Vâng, và bây giờ thì chị gọi điện tới chương trình thì với mong muốn gì ạ? Mong muốn là tâm lý giúp em là xem thế nào. Vâng, vấn đề của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và có những cái lời khuyên dành cho chị nhé. Vâng, vâng. Rồi, xin chào. Vâng. Ông xã tốt không, ngoan không, chịu khó làm ăn không, gia đình thế nào? Chồng em cũng ngoan ngoãn nhưng mà em nghĩ là kiểu mình không đi làm gì được ra tiền, kiểu mình kém quá nên em nghĩ nhiều bây giờ là làm không muốn làm và ăn em không muốn ăn. Thật ra mình đã đi khám bác sĩ cũng đã kết luận mình trầm cảm. Vâng, và rối loạn lo âu, trầm rồi cảm. Trầm cảm, rối loạn lo âu rất là nhiều thứ. Và trầm cảm nó không phải chỉ có nguyên nhân là do nghĩ ngợi nhiều rồi, hay bị sang chấn tâm lý, hay là bị stress, hay là căng thẳng quá đâu. Có những bệnh trầm cảm là nội sinh, tức là tự ở trong người nó phát ra. Có những người chẳng có lo nghĩ gì cả, sướng lắm ấy, thế mà Dũng vẫn cứ trầm cảm mà. Thế thì bác sĩ có kê đơn bốc thuốc gì không? Rồi có ra cái lộn. Mà em vẫn như thế ạ. Em vẫn chỉ buồn nằm thôi, em không muốn làm cái gì cả. Đấy, thế thì nằm thì càng bệnh nữa. Cho nên là thế này, bệnh của mình là bệnh tâm lý. Một mặt thì dùng thuốc bác sĩ đã kê cho rồi, phải tuân thủ thật kỹ. Bệnh về tâm lý đôi khi nó dai dẳng lắm. Người ốm có bệnh thì cứ cãi rằng tôi có ốm đâu, rồi vân vân, rất là nhiều thứ. Kết hợp thuốc men cộng với lại lối sống phải thay đổi. Có những người trầm cảm bắt đầu là còn mấy bữa nữa mình là người vô dụng, trứng không dụng nữa, kinh nguyệt cũng không còn, các con thì nó cũng chả quan tâm gì đến mẹ vì nó cũng lớn rồi, nó lo của nó, bố nó thì cũng còn đầy việc phải làm, mình thì lại chẳng làm ăn gì, cứ lờn vờn ra ra vào vào ra, lúc mà con nó còn nhỏ cứ bận suốt ngày, có khi chả bệnh tật gì đâu, người ta gồng mình lên để người ta hoàn thành cái công việc. Nhưng mà khi mọi thứ mà nó đã ổn ổn rồi, bắt đầu là nó cứ trùng xuống. Bây giờ thế này, mình ở nhà đấy là do mình yếu sức khỏe hay là mình có thể làm được gì không? Sức khỏe thì bình thường nhưng mà làm gì cũng kém, không làm được. Thế làm kém, ví dụ đi làm công ty có làm được không? Công ty thì nghỉ mấy chỗ, công ty không làm được. Nuôi lợn có nuôi được không? Nuôi lợn thì nó cũng hề chết ạ. Lợn thì nó chết thì mình... Em cứ lo lỡ, thế đúng nên không? Là thành ra là em cứ không ăn không ngủ được. Rồi, thật ra thế này này, bây giờ mình phải nghĩ cách để vận động, cứ nói chung là vận động đấy. Tức là không được nằm một chỗ. Bởi vì nằm thì suy nghĩ người nó chán, mà lại không tiêu hao năng lượng nữa, cho nên cũng chẳng muốn ăn. Cho nên bên cạnh uống thuốc đều của bác sĩ thì phải thế này, thay đổi lại cái cuộc sống của mình. Sáng dậy sớm đi chợ, đi búa, đi mua nọ mua kia về nấu nướng cả nhà ăn. Rồi xem có công việc gì đấy phù hợp để làm, được đồng nào nó hay đồng ấy. Mục đích của mình để khuây khỏa là một này, người thì phải vận động này, đi thì nó mới có người nọ người kia mới giao tiếp, mới trò chuyện. Bệnh tâm lý phải chữa bằng tâm lý nhá. Hai nữa là nói với chồng và các con, em thì bây giờ thế này đấy, thế nhưng mà cái bệnh trầm cảm không chủ quan được. Có những người ai mới gặp không nghĩ là bị trầm cảm, nhưng mà đùng một cái một ngày nào đó làm một cái việc rất dại dột. Có người thấy cuộc sống này vô nghĩa quá, sống mà làm gì, chỉ làm khổ chồng khổ con thôi. Thế là làm một cái trò đi làm liều thuốc ngủ. Thế rồi lại mất công, lôi đi viện, tẩy rửa ruột gan nọ kia thì khổ không. Thế rồi có người thì ngẩn ngơ lang thang bỏ nhà. Cho nên nói trước với chồng với con là em đang trong giai đoạn bệnh, mà bệnh này là bệnh tâm lý tinh thần. Thì bố với lại các con là lưu ý hộ em một tí. Có những điều gì đấy bất thường, mình không ý thức được bệnh của mình đâu mà. Có những cô gái mà đương tự nhiên bế đứa con ngồi trên xe buýt mà thả con từ trên cửa kính ô tô xuống đất đấy. Thế xong nghĩ là không phải con mình mà lại nghĩ nó là cục đất, cục đá gì đấy. Rất là nhiều những trường hợp đau lòng rồi. Cho nên là mình không coi thường bệnh trầm cảm nhá.
Vâng. Ừ, thứ nhất nhắc lại là uống thuốc theo đúng của bác sĩ này, hết thuốc thì lại lên vâng. yêu cầu khám lại, đừng có nói rằng là vừa uống của bác mà chưa thấy nó khỏi, cái bệnh này vâng. là bệnh dai dẳng lắm. Cái thứ hai là vâng. chỉ 30% là hỗ trợ bằng thuốc thôi, còn 70% là do nỗ lực và lối sống của bản thân. Đấy, vâng. làm gì cũng được, cứ bận rộn đi, con người bận ít khi bệnh lắm. Vâng, ừ. vâng, thế thì thế xong thay đổi lối sống, và thứ ba là chia sẻ với chồng với con để biết được cái thực trạng của mình, thấy có điều gì vâng. bất thường thì chồng và con người ta còn biết, người ta hỗ trợ vâng. nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Vâng, thế em cảm ơn ạ. Vâng, chào chị.